tôi đang hiện tại là anh em tụi tôi luôn á, là đang có cái công việc gọi là thoải mái, mà có gọi là cái khoản tiền gọi là vừa đủ dư nuôi gia đình, nuôi cuộc sống đồ, hơn được biết bao nhiêu người đó anh em. Nhưng mà nếu mà không có anh ba làm gì có tụi tôi đúng không, bởi vậy anh em nhiều khi nói nịnh chứ tôi thấy chuyện đó bình thường, mà tôi biết ơn là cái đó là chuyện bình thường mà anh em. Vậy khi cũng giận lắm chứ bộ, có nhiều vụ anh ba mà tào lao lắm, chửi tôi, chửi Kiết, chửi Bên Len, chửi Bảo, có đợt có chửi Sena nữa. Nhiều khi anh ba cũng chửi tào lao lắm mà tụi tôi biết kiểu cái tính ổng, mình cứ im thôi, đừng cãi lại, đừng làm gì hết đó. Mà ổng cũng tính ổng cũng vậy, ổng chỉ chửi thời lúc đó thôi, chứ qua mấy lần sau là ổng sẽ hết. Đợt ổng không có thời đuổi, thời điểm ổng tính đủ nguyên đám mà kìa tụi mày lị chó vậy. Anh nói đéo được tụi mày. Phần anh ba hiền á, nên là tụi tôi nói thật với anh em là lợn thiệt. Kiểu anh ba nói nghe nghe vậy đó, nhưng mà kiểu vui là được. Kiểu đó giờ luôn á anh em. Thời điểm ổng bực ổng kêu là ổng bảo tụi mày đi hết luôn đi. Tao về nhà tao làm. Cái được tầm đâu 3 đến 4 ngày à. Hết đúng không? 3 đến 4 ngày hết là bắt đầu khều 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 đi nhậu đi. Đi ăn đi. Đi du lịch đi. Ừ đó là vậy. Đi Vũng Tàu rồi đó anh em, đợt đó đi Vũng Tàu rồi đó. Giờ có quạo không anh à? Quạo đầy em ơi. Giống như đợt ổng bị mất kinh rồi, nãy như tôi kể đó anh em, bị mất kinh rồi bị chuyện này chuyện kia nó tới dồn dập quá, đâm ra ổng buồn. Rồi ổng cũng chửi tụi tôi sùm hết đó. Từ công việc tới cách sống bên ngoài đồ. Ổng chửi. Nghe chửi nghe thôi. Sao tụi anh không cãi à? Có chứ. Đợt có thời điểm tụi anh cãi lại mà. Nhưng mà mãi sau này kiểu cãi nhiều nó cũng đủ đi tới đâu đâu, làm cho chuyện nó căng thẳng. Với lại ổng chửi thì nghe thôi anh em, giờ cứ ổng chửi thì nghe thôi. Ổng chửi cũng được có hôm hai hôm là hết rồi, rồi đâu cũng lại vô đó. Anh ba chửi ly chim trễ không à? Hầu như không, tại vì chắc nhiều khi chim ngay giờ mà anh ba không để ý đó chứ. Chỉ có đợt có mấy anh em gửi mail tôi mới mắc cười à. Mấy anh em nhắn tin rồi gửi mail cho anh ba kêu anh ơi đọc ly giờ này nói chim trễ nhiều lắm. Ổng lên chim ổng đọc, sau vào tối đó ổng nhắn tin tôi mày làm gì mà bị mắng vốn kìa. Cái có anh ba ơi, tại đợt đó chơi đêm nhiều mà. Đợt đó tôi với anh ba dính võ lâm thiệt, tại chơi tới rạng sáng xong rồi chơi thuyền. Rồi đợt đó không chơi cờ nhưng mà chơi mấy cái game gì á, nói chung là dạng các con game khác. Nhưng mà cũng mừng là nói thiệt là đợt đó tôi bẻ, tôi đổ lừa cái này đổ lừa cái kia. Giờ còn chơi không hay bán à? Ly thì vẫn chơi với mấy anh em trong ban. Có anh ba là bán rồi. Cái vấn đề của anh ba, anh em biết sao anh ba không qua không? Đợt tôi cũng hỏi, còn nhiều khi là qua năm ông mới qua, hoặc là dịch phải ổn định hẳn ông mới qua. Ông sợ chết. Anh kêu đi tới đi lui thế này thế kia. Tụi mày đi vòng tụi mày không sợ hết. Chứ tụi tôi kiểu còn trẻ mà, với tụi tôi ở đây á, nên là không có nặng vấn đề gia đình. Nên tôi kêu giờ ông lấy ở nhà hoài nó bí bách lắm anh ơi. Cái này tụi em cũng đi ra đường cùng lắm là đi ăn hay là tụi em đi mua đồ, cái tụi em về liền mà. Cái ông chửi, tao đi về. Tao đi về nhà, tao chìm cho chắc cú. Anh kỹ cho anh ba rất là kiểu lo gia đình. Cái đó không trách được anh em ơi, ai cũng vậy mà. Bản thân mình không sao chứ mà dính vô gia đình thì nó nặng nề lắm. Nên ổng đi về. Tại vì phần đúng anh em, có con nè, còn có mẹ nữa. Còn tụi tôi ở đây, ví dụ mà tụi tôi có bệnh thì cũng lây vòng cho mấy đực rượu lâu lây cho nhau chứ gì đâu. Nên là cũng không trách được anh ba. Mà tụi tôi ở trong nhà bí bách thiệt. Tại tụi tôi kiểu chân đi mà. Thằng thì đi đá banh, thằng thì thích đi ăn uống, thằng đi mua đồ rồi. Đó lại nên kỹ vậy, hợp lý anh em. Anh ba nên kỹ vậy đúng rồi. Mà tụi tôi cũng kỹ mà, tụi tôi đi ra đường tụi tôi xịt khuẩn này đủ kỹ lắm. Đeo khẩu trang, rồi về nhà là sẽ xịt xung quanh nhà nữa. Thấy anh ba hiền với tụi anh à. Phần ở đây toàn đầu tay trâu mà chửi nghe. Kiểu chửi nghe. Đó mặc được quan điểm là sao? Vụ gì? Chửi nghe đó. Chứ bực lại đánh không lại đó. Bực lại đánh không lại đó. Đem phá tướng không chắc giọng thằng chắc chết. Bằng lòng nào trời đánh má mày truyền nhiễm vô lỗ tai tôi bực đánh ba vậy. Ảo nha. Hổn. Có một kiếm mày ra đánh được với anh ba chứ dưng võ đánh được. Đào lao nữa đồ. Rồi giờ em Lâm nói gì? Thế trong tem có thằng nào thức đêm gõ bóng rồi bị ông già đuổi đi phải không anh Ly à? Mẹ mày nhiều khi thôi em ơi, vấn đề này khó quá. Nhưng mà anh em cứ nghĩ biết cái tính anh ba thì anh em tự đánh già đánh nông đi.
tôi ở trong câu chuyện tôi sẽ không kể đâu, mà nó ra hai luồng trái chiều mệt lắm. Khó quá cho qua đi, gì khó quá cho qua đi. À tôi biết em Long mà, nó hờ với anh em tôi lâu lâu nó ngồi rồi tôi coi Sena mà anh em, anh em biết rồi, nó là cái thằng hài cốt nhưng mà đi sai đường thôi. Nói chung mỗi thằng một cuộc sống mà, nên nhiều khi anh em nhìn cái góc nhìn của anh em kêu là cái việc này đúng, cái việc này không nên, nhưng mà cái người khác người lại kêu là mày giờ cuộc sống của tao nó chọn vậy đó, mày đu cản tao được không? Thằng mà em cái vấn đề mà Sena nó tốt là nó tốt thật mà, em có biết không, nó với Kiết là hai cái người mà lúc anh mới phim là hai người giúp đỡ anh nhiều lắm rồi, từ lúc mà anh không biết chịch phề với anh em tôi chơi game, nói chơi game cả mười mấy hai chục năm trời chứ đau game, nhiều khi tôi còn biết đau, đợt tôi đau cái màn tôi kéo cái màn hình game vuốt qua cái desktop á chứ, một mong tôi kiểu cái mở màn hình game luôn, tôi kéo cái logo game ra mới bãi lộn. Sena chỉ tôi nè, rồi Kiết setup cho tôi, Kiết đưa tôi mượn máy, đó là hai anh em được mà giúp đỡ tôi trong công việc đó. Chứ anh em nghĩ đi, giờ khoan nói cái vấn đề mà đúng sai đi, giờ chỉ là anh em trong anh em ở với nhau ít nhiều gì cũng 3-4 năm trời đúng không, ăn ngủ đủ không, ăn ngủ có khác gì gia đình đâu, mà giờ nó vậy thì sao giờ bọn đó không, bọn lúc đó nó đu có bọn lúc đó chưa vào tem, gọi anh ba à, thôi tầm này không gọi anh ba đâu, nhiều khi ông đang bực gọi ông chửi tôi nữa anh em. Đang ngồi không sao gọi điện. Bạn này có biết anh đang biết bao nhiêu việc không? Anh đang sấy mấy trời đánh này. Anh chửi lầy nữa. Anh ba có từng chửi anh không à? Chửi mà chửi nặng hả? Không, hầu như chưa bao giờ chửi nặng hết đó. Chỉ có hỏi là mày thế này thế kia, mày vụ này vụ kia rồi. Cá thường cái tính anh ba kiểu hay nói chung chung với anh em, ít nói mà kiểu một cá nhân nào lắm. Và chỉ nhắn vô group chung anh em, mẹ tụi mày suốt ngày thế này, tụi mày như vậy, tụi mày thấy được không? Rồi tụi mày không nghiêm túc trong công việc, rồi tụi mày tham chơi, thằng thì vậy, thằng thì thế kia. Đó, có thời điểm ông chửi căng quá, ông đuổi đi hết luôn mà. Đợt tụi tôi cũng tính đi đó chứ, nhất là tôi nè, tôi sợ đi rồi không ai lo cho anh ba nên tôi chỉ đóng ăn xôi tôi ở thêm thời gian. Và tôi mắc cười, giống như bây giờ tôi kể anh em nghe đi. Anh ba kêu ngồi họp đúng không, nguyên đám ngồi họp xung quanh vậy nè, cứ anh ba nói hoàng kiếp em biết mà, chỉ qua anh tôi thì dạ, chỉ qua thằng em kia nữa thì em tu vâng ạ, em u vâng ạ. Chỉ qua cái lên thì em biết mà em vâng không à. Đợt đó có bả thì ít, tại bả mới vô stream nên là không có vấn đề với bả nhiều, mới đợt đó nó ở nhà chơi với anh ba, nó chơi nhiều chơi với anh ba đa số nên đâm ra nó không có vấn đề. Đợt đó thời điểm đó tụi tôi đi chơi nhiều quá, thằng thì đi chơi nhiều, thằng thì chơi chơi trên mạng đồ nữa. Anh ba nói tụi mày hiểu không, bây giờ tụi mày hiểu không, bây giờ đó anh giúp hết như vậy đó, dạ ăn luôn cho tụi mày thôi đó, cảm ơn Phương. Má hồi đó thằng Kít hay chạy intro một tiếng mấy ổng tức quá đấm nó, xong cái kia mới lao ra đỡ nên mới bầm một con mắt đỏ em. Cái vụ gì Kít mà chạy intro một tiếng nghe căng vậy, thằng này để tôi mét anh ba. Anh chị định ông có định nhị mới vô chim ra anh lị nhị chưa vấn đề, mãi sau này mình cũng chửi nhiều chứ không, mà cái tính anh ba kiểu vui không sao chứ quạo như là đủ vẫn kiếm chuyện chửi à. Bởi vậy anh em ơi, anh em mà có coi stream đó đừng chửi, đừng áp lực, cứ làm trong vui đi, chứ anh em mà làm trong buồn thì tôi cũng buồn nhé. Giống cái đợt kìa có vấn đề tem không nhắn vô tem, nhắn cho tôi phải chuyển lời qua lại nữa, tôi nói sao anh ba không nhắn vô trong group luôn đi, mày nói đi bại mẹ anh bật quá anh không nói nữa. Xong là tôi lại là cái thằng rồi nó quay đầu qua là tôi ở cửa giữa tôi ngồi tôi nói nữa, nó mệt ghê chưa. À đợt có chửi tôi, ví dụ chửi tôi cái lần gần nhất chắc là chửi vụ trong võ lâm đó, tôi treo tôi dảnh đi ải lấy top, mà đợt đó tôi ngồi tôi coi vậy ta, tôi bị dính phim, một máy thì ngồi mở đi ải, một máy coi phim, bình thường đi ải thì treo đi cho từ từ đúng không, xong rồi ngồi coi phim rồi cứ vậy là anh em cứ ngồi nhìn màn hình. Ôi chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ, anh nhắn tin Lê đâu rồi, Lê coi video cái kiểu. Mẹ mày nhớ người đi chứ. Đợt đó chưa có ô tô anh em, đợt đó võ lâm nó chưa có ô tô là đi bằng tay anh em biết không, đi bằng tay năm ngàn nó bất tiện thiệt chứ, mà sau này thì lại lạm dụng ô tô nhiều quá nên toàn là quăng nó treo không à, rồi tới lúc trong thành chiến hay là đi hoạt động rồi mới cầm vô thôi. Đợt ổng ổng quạo cái vụ mà Lâm An, nó đánh Lâm An mà đánh hoài không lấy được á, ban kia nó mạnh thật mà anh em, ban này toàn là cái nhà lá vườn anh em học trò FPTC không, mà bên ban khác nó toàn là kiểu mấy thằng top server nó nạp, nó vô nó đánh không mà chơi bời chứ gì lại tụi nó. Đã vậy anh em biết rồi,
mấy ông nội trong bang toàn giật dây kích động đi gây quơ không à. Mấy ông nội bùi cái cách, em đi xe đời 1, em đi xe là số 1. Chửi ghét mà cái server nó ghét cái bang tôi vãi ngay luôn anh em, nó toàn đi cái bang tôi không à, nó đánh cho bị chạy. À rồi cái đợt mà Discord để chi nữa chứ, đi hoạt động không vô Discord mà ngồi con đánh ngay cái map hòa bình nữa mới ghê chứ. Đợt đó không biết có anh em nào ở đây xem nhiều không, là cái vấn đề là kiểu thường là đi bot nó sẽ có 5 map, là 5 map là 10 con bot, là thường là anh ba sẽ hít đánh nhau. Mà đâu ngờ cái thời điểm nó lựa ngay cái map gọi là hòa bình, ổng bực BK lên cái, ủa sao bực BK mà không đánh được tụi nó ta, trong khi setup các kiểu rồi, ai ngờ dính ngay map hòa bình mà ảnh không biết xem. Trời ơi trời, mà anh em bên chỗ khác thì bị đánh bê lộn chạy, xong rồi tụi nó bị mất bot, tụi nó bị thế này thế kia, đánh thua người ta mà cay, ngồi chát lên. Hắn hôm nào con vậy, hắn hôm nào con ngu vậy, còn có điếc còn đế chi không vào. Trời ơi là trời, tụi hay nó nói ba vậy, tôi chửi rồi, tôi chửi quạo quá mà tụi nó cãi nữa chứ, có ba thằng nó cãi nữa nên đâm ra nữa. Ông già ông nghe tôi bực quá ông kích hết luôn. Tối đó ông còn nói mẹ đó, anh em mình vào bạn khác chơi còn không thôi đổi server luôn đi, lúc đó anh còn nghiện, bây giờ còn chơi không à, giờ hạn chế rồi em ơi, phần nó không có gì đặc sắc hết, nó cứ lặp đi lặp lại. Má tính ra anh em biết bữa tôi vô tôi coi cái ngày mà server không, cái ngày mà làm server anh em biết là nó ra được bao lâu anh em? Tôi chơi được 240 mấy ngày, là bao nhiêu tháng ta? 240 mấy ngày, 8 tháng hả? 6 à? À chơi đến ra chơi cũng lâu rồi chứ. Để là bây giờ thôi, chuyện của Tem thì thôi cứ để cho Tem giải quyết. Mong là anh ba qua bệnh đó nói chuyện có đi theo cái chiều hướng tốt đẹp.